Ok, theo yêu cầu thì hôm nay Thế Vũ Handstand sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tập vai khỏe trong Calisthenics mà không cần barbell, không cần bất kỳ dụng cụ nào, kể cả xà đơn hay xà kép, và cũng không cần tạ như bên thể hình gym. Thì cân nặng của các bạn bao nhiêu thì các bạn sẽ tập bao nhiêu đó, và chúng ta sẽ vẫn có thể tăng cơ được. Ví dụ như hiện tại Thế Vũ đang là 80kg, thì Thế Vũ sẽ dùng cái trọng lượng cơ thể body weight của Thế Vũ để tập, để coi như nó là mức tạ luôn. Thì bài đầu tiên chúng ta sẽ đẩy tới cái tư thế Pike Lean Position. Thì như các bạn cũng biết, cái tư thế này nó mô phỏng giống như là cái tư thế handstand press. Còn ở bên tạ thì nó giống như cái tư thế front delt raise, tức là giơ tạ trước thẳng tay đó. Nó cũng giống y chang à, thì nó tập cho cơ vai trước của các bạn. Khi cơ vai trước của chúng ta khỏe thì chúng ta sẽ rút lên được cái handstand đó, cho nên trước tiên là cần có cái vai khỏe trước cái đó. Thì chúng ta sẽ nâng lên tầng mức nè các bạn, thấy không? Lúc đầu là mình sẽ cho các bạn là lean tới trước thôi, nặng thì trải về làm 20 lần. Sau đó chúng ta sẽ nhấc tầng chân lên, là chúng ta sẽ lên một cái mức tạ cao hơn. Và sau đó chúng ta sẽ nấc lên một nửa, thấy không? Thấy mình lên một nửa không? Lên 90 độ không? Tức là nó nặng lên thêm một mức nữa. Tức là chỉ với trọng lượng cơ thể chúng ta 80kg thôi, nhưng mà chúng ta sẽ khiến cho nó nặng hơn, giống như là chúng ta bên gym mà tập tạ vậy các bạn. Cho nên là các anh em gamer mà ví dụ như trời mưa hay là không đến phòng tập gym được, hoặc là không có điều kiện để đăng ký tập gym, thì có thể tập theo các cái bài này để cho phần vai của chúng ta nó khỏe và nó to hơn, nó phát triển mạnh hơn. Và đến cái mức mà gọi là cuối cùng của cái rút hai tay, đó chính là rút lên handstand như vậy. Các bạn cũng dùng lực từ nãy giờ ráng rút lên, rút khép chân luôn. Nó thì giống như rút khép chân thì nó đang ở cái mức tạ nặng nhất trong cái tư thế pike position, gặp người kiểu handstand, khép chân thẳng tay ha. Sau khi tập cái phần cơ vai trước, chúng ta sẽ tập để phát triển cái nhóm cơ mà nó co đẩy, giống như là shoulder press ở bên tạ với bạn, overhead press cũng vậy. Thì với cái bài này chúng ta là nam thì các bạn nên xuống cầm chạm sàn, thì nó sẽ giống như bên tạ vậy đó, là chúng ta sẽ tối ưu hóa được nó, tức là overhead, gọi là overhead pike push up ha. Ráng cầm chạm sàn nha các bạn nha. Rồi sau khi quen là các bạn sẽ tăng cái mức tạ lên bằng cách là các bạn sẽ giơ một chân lên, nó sẽ nặng hơn nhiều. Và sau khi các bạn đã quen với lại là cái mức tạ này rồi, thì bắt đầu các bạn sẽ nâng lên, là bắt đầu nhấc hai chân, nhưng mà nhấc một tí xíu thôi, chỉ cần nhấc lên được một tí xíu thôi, theo lực của các bạn, đúng không? Chúng ta khỏe đến mức nào chúng ta làm đến mức đó thôi. Và khi mà các bạn đã cảm thấy đủ khỏe rồi và làm được trên 6 reps rồi, thì các bạn bắt đầu mới rút cao lên thêm một tí xíu nữa đó, có thể là rút thẳng lên luôn cũng được, không sao. Nhưng mà lưu ý là có lúc mà rút lên nè, thì cái handstand của chúng ta chưa cần phải đẩy lên đâu, chúng ta vẫn cứ cong tay, vẫn cứ giữ bent arm handstand để chịu cái lực của cái trọng lượng cơ thể, cái áp lực của cái trọng lượng cơ thể nó như cái mức tạ đó, nó tùy vào cái phần vai của chúng ta, cho chúng ta quen đi. Đó, rồi sau này các bạn khỏe là các bạn sẽ rút lên được dần như thế này ha. Thì nó là tối ưu hóa của cái bent arm press mà cong tay mà khép chân theo cái mức tạ của chúng ta. Thì mình là 80kg thì mình tập cái này nó đã lắm bạn. Thì đó là cái cách để mình tăng cơ bắp trong quá trình siết cân cho plank mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ dùng giống như là ở bên tạ thôi bạn, tức là chúng ta sẽ shoulder press. Thì với cái bài này thì chúng ta sẽ dùng handstand push-ups. Và handstand push-ups là các bạn sẽ làm handstand push-ups 45 độ, tức là cầm cũng phải chạm sàn. Và các bạn chỉ cần làm 5 reps thôi, làm 5 reps thôi. Đó, ráng xiên 45 độ nha các bạn nha. Thì nó sẽ tối ưu hóa cái sức mạnh cho cái lực vai hơn. Và đến cái buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cách tập vai khỏe với Thế Vũ handstand ở những cái mức độ cao hơn để chúng ta tăng cơ. Thì ngày hôm qua mình 78kg mà hôm nay mình 80kg, tức là cái khối lượng cơ mình nó đã tăng lên rồi. Mình sẽ tiếp tục siết mỡ và tiếp tục tăng cơ.